Xin chào tất cả quý khách hàng thân yêu của Viện Thẩm mỹ Diva. Hiện tại thì Minh Thư đang có mặt tại phòng phun theo của Viện Thẩm mỹ Diva. Thì cũng như quý anh chị thấy thì hôm nay thì khách đến sử dụng dịch vụ tại Viện Thẩm mỹ Diva rất là đông nha quý anh chị nhé. Thì một số khách đã đang được các bạn chuyên viên làm, còn một số khách thì cũng như quý anh chị thấy là đang ngồi để mình đợi mình sử dụng dịch vụ tại Viện Thẩm mỹ Diva bên em nhé. Thì nhân dịp Giáng sinh sắp đến thì Minh Thư xin chúc tất cả các khách hàng thân yêu một mùa Giáng sinh thật là an lành và ấm áp bên gia đình của mình nhé. Nhân dịp Giáng sinh sắp đến thì Viện Thẩm mỹ Diva bên em đang có chương trình ưu đãi khuyến mãi dành cho khách hàng lên đến 50%, thì bao gồm các dịch vụ phun theo thẩm mỹ như là mài, môi, mí. Thì dịch vụ công nghệ bên em thì có rất là nhiều công nghệ để mình làm mài nha quý anh chị nhé. Thì như là công nghệ phun mài ombre chạm hạt nè, phun shading, điêu khắc kết hợp với phun shading ha. Thì quý anh chị nào mình đang quan tâm tới dịch vụ làm đẹp tại Viện Thẩm mỹ Diva bên em thì mình cứ theo dõi livestream trực tiếp ngày hôm nay để mình cùng quan sát cũng như là những cái cảm nhận thực tế của khách hàng khi đến tại Viện Thẩm mỹ Diva bên em nhé. Dạ thì sau đây thì em xin phép được vào phỏng vấn trực tiếp những chị khách hàng đang sử dụng dịch vụ và đang trải nghiệm và nêu lên cảm nhận khi đến tại Viện Thẩm mỹ Diva bên em nha. Dạ em chào chị ạ. Dạ thì chị ơi, hôm nay mình đến mình làm mài tại Viện Thẩm mỹ Diva bên em đúng không chị? Dạ thì trong quá trình mình làm á, chị có cảm thấy là mình đau rát hay mình khó chịu không chị ha? Dạ chị cảm thấy rất là dễ chịu hả chị? Thì sau khi hôm nay là mình đã vừa làm xong nè thì chị cảm thấy á, là mình coi gương mình cảm thấy là mình hài lòng không chị ha? Dạ thì em cảm ơn chị rất là nhiều ha, cảm ơn giống như chị là tin tưởng và sử dụng dịch vụ tại Viện Thẩm mỹ Diva bên em nhé. Dạ em xin chào chị ạ. Thì cũng như quý anh chị thấy thì đây là khách hàng thực tế bên em là đang trải nghiệm cũng như là vừa làm xong một đôi mài, nhìn rất là tự nhiên, rất là đẹp luôn nha quý anh chị ạ. Thì kế tiếp theo thì em xin được phép phỏng vấn trực tiếp chị khách hàng đang làm dịch vụ tại Viện Thẩm mỹ Diva nhé. Dạ em chào chị ạ. Dạ thì hôm nay mình đến tại Viện Thẩm mỹ Diva bên em á, mình làm dịch vụ gì chị ha? Dạ điều khắc và hãy siêu phát thủy sợi 9D. À là mình đang đăng ký cái gói là mình làm mài điêu khắc ha chị ha. Dạ. Thì cũng như là em thấy là bạn chuyên viên đang làm cho mình là cũng như gần như hoàn thành rồi. Dạ. Thì như em thấy mài của chị cái sợi điêu khắc rất là đẹp, rất là tự nhiên ạ. À. Dạ. Dạ thì không biết thì làm bằng cách nào chị biết đến Viện Thẩm mỹ Diva bên em chị ha? Dạ em coi Facebook đó, là cách tìm hiểu và đi đến. Dạ. Dạ là chị đã tìm hiểu qua kênh Facebook để chị biết đến Viện Thẩm mỹ Diva bên em. Dạ rồi, dạ em xin cảm ơn chị rất là nhiều và em xin chúc chị có những phút giây làm đẹp thật và thoải mái bên em nha. Dạ em xin chào chị ạ. Thì cũng như quý chị thấy đây là khách hàng thứ hai đã mình đang làm dịch vụ là làm mài tại Viện Thẩm mỹ Diva bên em nhé. Thì đây là những cái cảm nhận của khách hàng thực tế khi đến bên Viện Thẩm mỹ Diva bên em ạ. Và đây là khách hàng đang làm dịch vụ bên em, thì em xin mời quý chị mình thì mình quan sát cũng như mình theo dõi chị khách cô khách hàng này bên em nhé. Dạ chào cô ạ. Thì hôm nay cô đến mình làm mài bên con hả cô? Nay mình đến mình làm mài. Dạ thì không biết thì bằng cách nào mà cô biết đến Viện Thẩm mỹ Diva bên con á cô ha? Ở Mỹ này là chỗ nào cũng biết hết á, ai các bạn em làm cháu làm mỗi đứa con ngày hôm qua cháu qua đây ở này làm. Dạ rồi, thì cả gia đình của cô làm bên Viện Thẩm mỹ Diva bên con luôn. Dạ rồi, thì con cảm ơn cô rất là nhiều, cảm ơn cô và gia đình của cô đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ bên con. Thì con xin chúc cô là có những cái phút giây làm đẹp thật là thoải mái, thư giãn nha. Thì cũng như là con chúc cô có một cái đôi mài thật là ưng ý nhất có thể như cô nhé. Dạ rồi, con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. Thì cũng như quý chị thấy thì nãy giờ thì Minh Thư đã đi phỏng vấn trực tiếp và những khách hàng bên Viện Thẩm mỹ Diva nêu lên những cảm nghĩ là mình đang trải nghiệm dịch vụ tại Viện Thẩm mỹ Diva bên em ạ. Thì đây thì quý chị thấy thì những chị khách hàng này thì hôm nay mình đến và mình đang ngồi mình đợi để mình đến lượt mình làm dịch vụ tại Viện Thẩm mỹ Diva bên em nhé. Dạ em chào các chị ạ. Thì hôm nay các chị đến để mình đăng ký dịch vụ làm mài môi bên em đúng không các chị? Dạ. Thì không biết thì nãy giờ mình ngồi đợi mình có lâu chưa hả chị ha? Lâu rồi. Dạ.
Dạ, thì em thì xin phép là xin lỗi cái sự bất tiện này ha. Thì lần sau quý anh chị mà mình có đến mình đăng ký sử dụng dịch vụ bên em á, thì quý anh chị mình cứ đặt lịch trước, thì bên em sẽ sắp xếp các bạn chuyên viên và làm cho mình ha, tránh cái tình trạng là mình ngồi mình đợi chờ quá lâu. Tại vì thường thường thì khách đến bên em sử dụng dịch vụ rất là đông á, mình tránh cái tình trạng là mất cái thời gian cho mình hay quý anh chị ha. Dạ, em cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn chị các chị mình đã sử dụng dịch vụ tại Viện Thẩm mỹ Diva bên em nha. Dạ. Thì cũng như quý anh chị thấy thì phòng phun theo bên em hiện tại là rất là đông khách luôn ạ. Thì quý anh chị nào mình đang quan tâm tới dịch vụ làm đẹp tại Viện Thẩm mỹ Diva bên em, thì quý anh chị mình cứ tự nhiên nè để lại cái số điện thoại cũng như là những cái thắc mắc, thì bên em sẽ có đội ngũ chuyên viên gọi điện tư vấn trực tiếp cho mình. Và bên em thì em luôn mong muốn rằng là những quý khách hàng mình luôn dành thời gian để mình theo dõi những cái live stream trực tiếp bên em, để mình chờ đón được những cái chương trình khuyến mãi bên em nè, và những cái quà tặng chương trình ưu đãi khuyến mãi dành tặng cho khách hàng nha. Dạ rồi, em xin cảm ơn quý anh chị rất là nhiều ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ạ.